Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất của EcoSport. Chiếc này của em màu trắng, biển số Hà Nội mọi người nhá. Sản xuất năm 2017, một chủ từ đầu và chạy 7 vạn km. Em để nguyên, không tua mọi người nhá. Nói không với việc tua km. Chiếc này được cái là một chủ nên là xe còn khá là dữ và mới. La răng thì được sơn sang bản Black Edition. Đó, nhìn nó cũng khá là khỏe, khỏe khoắn và thể thao. Chiếc này thì em đã cho đánh bóng phủ ceramic rồi nên nhìn rất là mới ấy. Ngoài ra nữa thì trên thân xe còn được dán thêm một bộ tem. Bộ tem này ngày xưa mà mua là cũng đắt phết đấy, cũng phải tầm 5 củ. Đó, khoảng 5 triệu đấy, không rẻ đâu. Bởi vì mua chính hãng thì khá là đắt. Ford EcoSport mọi người nhá. Chiếc này cũng khá là hợp lý này. Với cả hai nữa là đặc biệt ở cái thời gian năm 2017 thì đây gần như là chiếc xe duy nhất ở trong phân khúc với cái giá tiền là trên dưới 600 triệu là xe mới chúng ta có thể mua được xe để lấy xe đi. Và đây là phân khúc duy nhất gầm cao. Nói chung là gọi là gầm cao thôi, nó chỉ là chưa được SUV. Đó, nhưng mà nó cũng gọi là gầm cao, nôm na như vậy, gọi là gầm cao. Duy nhất ở trong phân khúc với giá tiền rẻ nhất. Đó. Và bây giờ sau 4 năm sử dụng thì giá của nó cũng khá là hợp lý. Với mọi người bỏ tiền ra mua thì khoảng tiền từ 4 đến 500 triệu vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho dòng xe này. La răng được sơn sang màu black mọi người nhé. Nội thất bên trong thì còn khá là mới bởi vì được cái là một chủ từ đầu, họ rất là giữ. Đây mọi người nhìn cho em ghế này. Đó, bên đây nữa ghế. Cửa sổ trời, bản Titanium thì sẽ có thêm cửa sổ trời mọi người nhé. Bản full đấy ạ. Còn một bản nữa là bản thiếu, bản bay. Một chủ thì lúc nào họ cũng giữ gìn cái nội thất rất là sạch sẽ. Không gian thì khá là rộng và thoải mái. Được trang bị thêm màn hình Gotek và có cảm biến áp suất lốp. Vô lăng zin nguyên bản của xe đấy ạ. Ghế lái này nó không hề bị bẹp hay là móp mép gì đâu, nhìn rất là mới. Và đặc biệt hơn là chiếc này em vừa mua ngày hôm qua thì hôm nay em đã có thể lên sóng lên cho mọi người xem được. Nó xe rất là mới luôn. Nội ngoại thất thì thật ra nếu như để so với những chiếc trong cùng phân khúc ấy, trong cùng đời, cùng tuổi với chiếc xe này, hoặc là đặc biệt là cùng cái dòng Eco này, thì em thấy chiếc này khá là mới rồi. Còn mình cũng không thể đòi hỏi nó là sau vài năm sử dụng mà nó như mới tinh được, rất là khó. Tuy nhiên là chiếc này, phân khúc này thì khá là hợp lý, rộng rãi, thoải mái, số tự động và có cảm biến áp suất lốp ở đây mọi người nhé. Tất cả những cái đồ này thì đều được lắp thêm thôi. Xe của em chạy được 78.000 km, 7 vạn 8 ạ. Km zin mọi người nhé. Màn hình Gotek nó có kết nối luôn với cả YouTube nghe nhạc 4G online. Đây em sẽ thử cho mọi người nhé. Đó, rất là dễ và có phím tinh chỉnh ở đây. Đó, rất là tiện. Có loa súp đầy đủ những cái option. Trong cái phân khúc này thì chiếc này khá là hợp lý rồi. Thêm được màn hình Gotek. Lốp thì còn khá là dày. Cái lốp này thì đã được thay mọi người nhá. Tức là khoảng 7 vạn thì họ đã thay một dàn lốp rồi. Và bây giờ đi cái dàn lốp mới này, mới thay thôi. Cái này mới thay nên là còn rất là dày. Mình mua thì cũng tiết kiệm được một khoản về tiền lốp đấy ạ. Đây là nắp capo. Đó. Còn ở đây là khối động cơ. Xe thì đã được bên em cho vệ sinh khối động cơ này rồi. Nhìn rất là sạch sẽ đúng không ạ? Tất cả tai ốc ở đây đều được chuẩn chỉ và đảm bảo chất lượng cho mọi người. Khi mua xe của bên em thì bên em sẽ cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản cho mọi người. Và ngay cả chiếc xe này thì km 7 vạn em cũng cam kết luôn. Tất cả phần mặt máy, thân máy ở đây còn rất là chuẩn chỉ, không hề có dấu hiệu tháo dỡ mọi người nhé. Tất cả đều còn nguyên. Vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Trên chiếc xe này có cái biển số 30E81761. Biển này thì cũng khá là ok, không dính 4953, gọi là ổn thôi. Đó. Gương cũng được sơn đen mọi người nhá. Bản Black Edition. Đẹp.
Em xin phép quay nhanh và ngắn gọn một chút thế này thôi để cho mọi người có thể nắm được thông tin. Em mới về một chiếc Ford EcoSport sản xuất năm 2017, màu trắng, biển số Hà Nội, một chủ từ đầu, chạy được 7.8 km, zin, thay một dàn lốp. Đó, thông tin rất là rõ ràng, một chủ từ đầu. Đó, thông tin rất là rõ ràng. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc xe này với giá là 475 triệu mới nhá. 475 triệu. Các anh chị nếu như có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo hay là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo mọi người nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.